Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Tuyền vừa tổ chức lễ khánh thành cầu Trường Lộc số 14. Cầu có chiều dài 17m, chiều ngang 2,5m, kết cấu kiên cố bê tông cốt thép. Tổng kinh phí là 170 triệu đồng. Trong đó thì Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ vận động mạnh thường quân ủng hộ 120 triệu đồng, nhân dân địa phương đóng góp 50 triệu đồng và 150 ngày công lao động. Công trình hoàn thành giúp nhân dân thuận tiện trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản dễ dàng hơn. Dịp này, 50 phần quà cũng được trao tặng cho hộ dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, mỗi phần gồm 10 kg gạo, thùng mì và 200.000 đồng tiền mặt.